người nhá. Hôm nay mình sẽ quay video đi từ Ocean Park đi lên đường Hà Nội Hải Phòng, và chúng ta sẽ qua cái dự án Dream City sắp tiến độ hiện nay cũng rất là quyết liệt. Làm 3K. Trước thì mình hay quay đến ở dự án, nhưng mà bây giờ thì chủ đầu tư chưa cho phép, nên là chúng ta sẽ quay những cái điều từ bên trên hay hạ tầng giao thông. Đây bạn sẽ thấy là chúng ta đang đi từ Ocean Park. Bây giờ là 7 giờ 7 phút. Đấy, anh em đi xuất phát từ đây xuống Hải Dương. Nên mình sẽ quay một đoạn từ Ocean Park đến dự án Dream City thôi. Đây, hạ tầng giao thông bây giờ rất thuận tiện. Đấy, từ khi từ đường 5 xẻ xuống dự án Ocean Park, hạ tầng kết nối rất là thuận tiện. Anh em đi từ khu Ocean Park về Hải Phòng này, về Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh. Đây, chúng ta đi rẽ tay trái nhé. Giao thông bây giờ quá thuận tiện nhỉ. Từ khi nó xẻ xuống cái này cái thế là đất ở đây X3 đấy, X2, X3. Có những lần mà có những vị trí đắc địa bình thường thì đang là X2 rồi. Anh em mình mua ở đây từ khoảng 19 thì bây giờ giàu hết rồi. Đấy, các bạn nhìn thấy nhá. Đấy, cái đường Hà Nội Hải Phòng này. Đấy, chủ đầu tư khi bắt đầu xẻ cái đường này ra thì là khi mà giao thông thay đổi, đường thay đổi, đời thay đổi. Giao thông thuận tiện nghĩa là mọi thứ phát triển kinh tế rồi. Kết nối giao thông cơ bản là cái kết nối giao thông đi ngược xuống đây đằng sau đây tầm độ khoảng 2 km là cái nút giao thông Cổ Linh. Đấy. Kết nối đấy. Bác Tài phóng độ 120 thôi nhá, đừng phóng 130. Đường đẹp quá nhỉ. Đây, chúng ta đi độ khoảng đây để tí chúng ta đo xem là khi lên cao tốc thì chúng ta đi bao lâu thì đến dự án. Cái này thì cũng chỉ khi mà kết nối cái xẻ đường này xuống kết nối giao thông này thì cũng thuận tiện cho EcoPark. Và nếu như mà mình nhìn thấy tương lai, nếu mà chủ đầu tư làm được cái kết nối cái xẻ đường từ chỗ trạm thu phí mà xuống đầu đón luôn cái đầu dự án Dream City thì nó rất là tuyệt vời. Em nghĩ là sẽ có đấy, bởi vì quan điểm của chủ đầu tư là kết nối tất cả những cái vệ tinh đúng rồi. Thuận tiện giao thông mà. Mỗi một cái dự án của Vin thì về bất động sản thì đều kết nối hạ tầng giao thông, tức là liên kết vùng giữa các cái dự án khác nhau. Đấy, bằng tuyến xe buýt đặc biệt là Vinbit bây giờ. Đấy. Bình thường là đây, chúng ta đi một tí đã đến địa phận Hưng Yên này. Thì cái cầu này ở bên dưới là cầu Bắc Hưng Hải. Ở bên trên thì là vẫn là đường cao tốc. Nhưng mà địa phận Hưng Yên rồi. Đấy. Tí thôi. Chúng ta sẽ nhìn sang bên trái. Nhìn sang bên trái là tuyến đường là bên dự án Dream City. Thì hiện tại chủ đầu tư cái tên gọi thương mại của dự án thì vẫn chưa chốt. Nhưng về cơ bản thì tiến độ hiện tại đang làm 3K, và theo những thông tin thì có khả năng là sẽ khai trương hồ tạo sóng 18,1 hecta vào ngày 30 tháng 4, 1 tháng 5 2022. Sau đó thì sẽ chủ đầu tư sẽ mở bán. Thì chúng ta cũng trên kênh YouTube của mình cũng có nhiều cái video phân tích về bài toán tài chính, phân tích về các cái dòng sản phẩm của chủ đầu tư. Nhưng mà chúng ta phải đặc biệt chú ý là chúng ta hãy tuân thủ cái với chủ Vin thì nó là thượng tôn pháp luật. Chúng ta đừng đi tìm các cái suất ngoại giao hay là đặt cọc vị trí mà khi chủ đầu tư chưa ra hàng sẽ có một lễ kích ập. Mình nghĩ là nó sẽ rất hoành tráng. Như Ocean Park đợt xưa là 10.000 chiến binh ở sân vận động Vườn Ngựa. Đợt này nếu mà Covid thì không ấy thì cũng là những sự kiện kích ập online. Đây các bạn nhìn thấy không? Đây này. Đấy là cái biểu tượng của dự án này. Đấy, biểu tượng của dự án này. Đấy, bác Tài cứ đi bình tĩnh thôi. Để việc quay là của tôi. Đấy. Bác đừng đây lại bên này. Đấy các bạn nhìn thấy không? Đấy cái biểu tượng của dự án ấy. Đấy, biểu tượng dự án ấy. Đấy. Ok, bây giờ chúng ta phóng 120 chúng ta đi qua rồi. Ok. Đây. Đấy thì bắt đầu đấy là cái biểu tượng dự án, là cái điểm đầu của dự án Dream City. Thế còn bây giờ chúng ta chỉ ngắm cây thôi. Quay một đoạn nữa là chúng ta sẽ đến cái trạm thu phí. Thì dự án rộng 460 hecta. Thật ra là
quay đi xuống dưới đấy thì công trường cũng quay được, nhưng mà chúng ta quan trọng nhất là chúng ta ở giữa một cái hiểu chính sách của chủ đầu tư, hiểu cái cách để chúng ta đầu tư, chứ cũng không quan trọng là chúng ta cứ phải ở đấy. Nhưng mà thật sự là công trường, đối với công trường Vin thì bao giờ cũng là một sự quyết liệt, quyết tâm, và buổi tối cũng sáng điện ba ca liên tục đấy. Bây giờ ở đây chúng ta thấy không, đi một đoạn thôi, đi như đi xuống dưới thì là cái đường bên trên này là chúng ta sẽ là cái trạm thu phí rồi. Và hy vọng thì nếu như mà cái nút cái hai hạ tầng giao thông này mà xẻ được, cũng như ở bên chỗ Ocean ấy, xẻ ngay từ đây xuống dưới bao đây điểm cuối của dự án này, thì đó là điều tuyệt vời. Mọi thứ thì với dự án thì bên mình cũng nghiên cứu và luôn luôn update những cái thông tin chính sách mới nhất của chủ đầu tư, thì mọi người cứ follow, và cần thiết thì chúng ta sang tìm hiểu dự án. Cái cơ hội đầu tư thì nó còn rất rộng mở với nhiều người, nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta phải đi chọn những cái sàn uy tín, rồi tìm hiểu những cái cách thức đầu tư, quản lý dòng tài chính các thứ cho nó phù hợp. Chứ cũng không nên là bất động sản bây giờ đang hot, nhưng mà mình cũng được biết là rất rất nhiều bạn là đi tìm những cái gì nào là thứ nhất là xuất ngoại giao, rồi là một số các bạn chạy quảng cáo, rồi là đặt cọc thiện chí ấy. Mình nghĩ cái đấy nó không chuẩn từ chính sách, từ đầu tư. Với cá nhân mình có tư vấn cho các bạn thì cũng tất cả là phải trên cái chính sách của chủ đầu tư, chứ không thể làm được những cái điều mà khác. Vì câu chuyện là chúng ta với bất động sản, chúng ta là đường dài, một cái giá trị rất là lớn, chúng ta đừng đem lại cái rủi ro. Bây giờ mình nói thật, chả bao giờ có cái chuyện câu chuyện là xuất ngoại giao mà đang phây. Đấy, nó hot, bất động sản Vin nó là sự đẳng cấp, nó là hàng hiệu. Nhưng mà chúng ta cũng phải tìm những cái chính sách bán hàng và làm những cái gì nó chuẩn tắc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.